Hồng Dương gửi lời chào tất cả quý vị. Xin được hát ca khúc Mẹ Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo ngoài kia. Mùa đông cây bàng lá đổ. Ngày xưa chỉ hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa cổ ấm hơi mẹ tôi, ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ ngồi xa vắng nhìn cha, thương cha chỉ lớn không thành. Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ, sóng trào khơi xa, trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao rơi. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc gối em cho tuổi già úp mặt. Ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo ngoài kia. Mùa đông cây bàng lá đổ. Ngày xưa chỉ hát vu cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ ngồi xa vắng nhìn cha, thương cha chỉ lớn. Chào khơi xa, trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao rơi. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng trong mắt.
mẹ về. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn những nghệ sĩ múa.